đây chỉ mới là tiết mục mở màn trong ngày khai trương thôi, còn nhiều cái thú vị lắm. Món ăn ngon này nha, phục vụ thì đẹp, từ đứa phục vụ tới bà chủ cũng đẹp luôn. Bé Lệ đẹp, bé Lệ biết mà. Đây con bé mannequin. Đây. Dạ. Có kỳ vậy con? Má khách đồng phục cho cả đám múa mặc, con mặc đồ lạc lòi vậy. Má này, con là con của má, con phải mặc đồ nổi hơn ta chứ. Ủa, má chỉ mặc đồ nổi không? Nghi lắm mà. Lúc này á quen thằng Hậu, mày đặt xí xa, xí sọn hẹn hò, máu dài, áo cưới, đồ. Má này, con thương anh Hậu thiệt mà. Lại đây, má nói cho nghe. Mẹ thường bảo con thân gái đục trong tăng, 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 tăng. Mai kia mốt nó còn đi lấy chồng tăng, 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 tăng. Nè, má cực khổ nuôi con từ nhỏ tới lớn, nghe lời má nghe không? Dạ. Đi vô đi, lát chừng nào có khách mới á, má kêu. Dạ, thưa má con vô. Trời, thấy gớm không nè. Dạ, mọi người kia mới ăn đi. Dạ, dạ nè. Khách ơi, vào quán Bé Lệ đi nè. Bé Lệ, tại sao khai trương quán mà không mời tôi? Ai vậy? Hải Hùng Bolero nè. Ta ghét quá hả? Ủa, mấy chục năm mới gặp luôn á. Chúc nhau bạn nhớ lắm luôn à. Bố đường nước làm tới hả? Thầy gốm thiệt cái trời ơi. Đi đâu bao nhiêu năm nay mà giờ mới về với tôi vậy? Tôi lên Sài Gòn, tôi đi hát, tôi kiếm anh Phong. Anh Phong? Kiếm hoài kiếm được. Đừng có nhắc tới con người phụ bạc đó nha nha. Người đàn ông phụ bạc, bà nhớ không? Vì cùng yêu một thằng cha tinh phong đó nghe. Mà chị em mình á tình cảm tan vỡ, đi lên Sài Gòn cưới vợ có con hết rồi, đừng có nhớ tới người ta nữa. Ủa mà nè, giờ này sao rồi? Thì nè, nhìn kỹ đi. Đó, lúc mà bà lên Sài Gòn rồi đó, tôi đi hát có mình nên nè, đám nào cũng bán hết trơn á, dành dụm tiền bạc làm nên quán với Lệ này nè. Ủa vậy hả? Dành dụm tiền bạc làm quán nhậu hả? Sao không dành dụm tiền bạc sửa đây răng cho bớt hô đi. Để cũng tỉnh sửa rồi mà nghĩ lại để hàm răng chống mà binh cô hồn. Trời ơi dữ gì trời, dữ lâu gì? Ngày gặp lại những xéo sắc như xưa. Xéo sắc gì, con người con ngợm không, không học gì mà bỏ tiền học lời ăn tiếng nói đi, đút cái chữ vô não giùm cái lo diện đồ. Thôi trời mà. Ơi cái đèn giao thông biết đây gây chuyện. Ủa sai tôi là vậy, sao kỳ vậy? Bớt tỉa xói nhau lại. Tôi hết khéo sắc rồi, mềm mại là rồi. Chi vậy? Muốn lấy chồng rồi. Ai lấy? Kệ tôi, mắc cười quá à. Thôi nè, biết sao không? Người này có quán rồi, có nhà có cửa rồi. Về ở với tôi. Đời cho em mình khổ lắm. Về già đó, đâu có ai đâu mà lo. Đúng không rồi. Có chỗ nương tựa. Đúng rồi. Tôi tự xây cái quán nè, để yên phận cuối cuộc đời của mình. Ê, vậy bà cho tôi phụ bà đi. Ở đây với tôi luôn nha, hứa không có đi nữa nha. Hứa mà. Cái gì bên đây? Vô đá gì? Ăn cái gì? Vô đá. Ôi, trời đất ơi. Đá ơi, bé đứng lại coi. Trời đất ơi, hai đứa này sao gì lớn rồi mà không biết suy nghĩ gì trời. Dâu u đá bây giờ ăn ghê lắm, bị ung thư đó. Ủa vậy? Cái gì? Hả? Gì? Ung thư gì bậy bạ vậy? Dâu u đá tôi tự mua sữa, mua đường tôi pha, đút vào tủ lạnh đó. Rồi bà mua đường mua sữa ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư đó. Đi về đi, đừng có ăn, đi đi. Dạ, trên tôi tư sườn. Ăn mà không biết suy nghĩ gì, ăn ba cái đó là ung thư chết. Ung thư cái gì? Hủ tiếu sườn nha, sườn heo tôi tự tay tôi hầm xương đó. Chưa kể con heo tôi tự tay nuôi lớn luôn. Trời ơi, ung thư gì đây trơn á. Trời ơi, bà ghen quá. Ghen gì? Rồi cộng hủ tiếu mà mua ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư luôn đó. Ung thư luôn hả? Đi về đi mấy đứa ơi. Ghê quá. Anh nói giỡn á. Đi về đi. Ê, chính ra tôi hay quá. Thôi. Tôi hay thiệt á, tôi vừa vô tôi hải hùng kia tôi giúp quán, cái quán đang đông vui tự nhiên bắn hoe hết luôn. Cái gì vậy? Hả? Hơi nhanh đó. Rồi đó, nhạc sĩ Trường Sơn lên. Tôi hải hùng với hải hùng luôn đó. Sao tự nhiên chửi tôi? Hải hùng bây giờ muốn sao? Muốn là tưng bừng khai trương lặng lẽ đóng cửa phải không? Hả? Bữa nay là ngày khai trương này của cô Lệ nè. Làm vậy là chết rồi. Chết rồi, biết không ở đây? Ai vậy? Buồn quá Sơn ơi. Cô Lệ nè, tôi thông cảm cho cô. Ừ. Khai trương mà gặp quỷ này là chết rồi. Bữa trước ông Sáu á bán cháo vịt nghe, mới khai trương hôm qua ủng hộ một cái bán 3 ngày đầu khách đông, ngày thứ tư bán luôn cái quán. Đó. Ở đây đi. Bây giờ nào bữa nay tôi bán hơn luôn không? Dễ lắm. Nhưng mà tôi bây giờ biết sao không?
tôi ủng hộ cô, tôi dắt bạn gái tôi ghé đây rồi. Đúng rồi. Đó. Im nha nè. Em ơi. Im nha. Ghé đây. Dặn im hay chưa? Biết rồi. Đây. Mày cầm đi. Mẹ. Quán của cô Lệ. Em ghé đây đi. Chị, đó, thấy không? Chị. Bữa nay ghé quán của Lệ ủng hộ đi, mới khai trương phải không? Nè, ở đây tiếp khách nha không? Biết rồi. Vô trọng chuẩn bị đặt order báo cho em. Nó nghe, nó nghe. Cấm ung thư ung thiết. Đồ ở đây là đồ ngon. Đó. Đồ ở đây cô Lệ làm. Ăn gì? Im coi, đồ uy tín lắm, ăn một viên không? Anh ăn, ăn em ăn. Tiếu, không? Em ăn cái gì cũng được. Ăn gì? Cũng được. Từ từ đi. Mày chĩa một cái tao quánh mày chết luôn đó. Em ăn cái gì cũng được. Cho vô đi, không có kêu muốn ăn giống như ăn thịt nha gì. Muốn ăn thịt tao mang thịt tôi nè. À, thịt lấy bóng sao? Đi. Bây giờ ăn gì? Hai tô hủ tiếu. Trời ơi trời. Nè tôi nói nghe nè, mấy người này nên bỏ đi, đừng bao giờ quen. Sao hả chị? Hai người sắp về sống chung một nhà với nhau rồi đúng không? Dạ dạ. Vậy dạ. Mà kêu hai tô hủ tiếu phân biệt vậy? Ăn sợ động môi động đũa sợ lây bệnh hả? Bỏ đi. Trời đất ơi, bây giờ hai người vô kêu hai tô là đúng rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi, em không ngờ con người anh. Anh thì ra anh kỳ thị em đúng không? Anh sợ đụng muỗng đụng đũa với em chứ gì? Không phải, ý của anh không phải là vậy. Chứ sao? Cho một tô đi. Ôi trời ơi, trời ơi, quen nhau mà kêu kiệt ăn có một tô. Trời ơi, đại gia kỳ vậy. Trời ơi. Trời ơi. Thì ra tôi bỏ đi. Thì ra con người anh tính toán chia ly với bạn gái như vậy. Anh kêu kỳ quá, tôi chia tay anh á. Không có phải. Trời ơi, bà nói giùm tôi một tiếng đi. Thôi được rồi, gái ơi gái, thì cái mới có là trọt chút xíu thôi mà banh nhà banh cửa rồi. Tôi giỡn đó. Thật sự ra tôi vô tôi nhìn cái tướng này tôi thấy là nhân tướng là rất là tốt. Bà con biết coi bói luôn. Biết coi bói. Coi tôi khỏe rồi. Bây giờ coi bói mà coi bằng cái gì nè? Bây giờ tôi coi bằng bolero. Bolero? Ừ. Rồi. Đây. Giờ hát tôi, đi tôi giờ bói tôi giờ. Hát một bài nghe. Chỉ cần hát một bài thôi tôi nói cuộc đời của ông luôn. Rồi, đoán đàng hoàng nha. Rồi, hát đi. Đời tôi đẹp trai nên đi đâu hay cũng quá. Ra hoài. Hay lắm. Vì tôi đẹp trai nên bao cô nó cứ theo hoài. Hay quá. Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay. Tôi không cần có tài mà tiền xài tôi có lai rai. Thôi được rồi, đoán được rồi. Hát cái bài mà đẹp trai, thường thường đẹp trai là cuộc đời đó là dạ. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hai mặt. Tại thường thường đẹp trai là có rất nhiều người cua, rất nhiều người yêu, hiểu không? Có nghĩa là nay yêu người này, mai yêu người nọ, mốt kia yêu người kia. Đúng không? Bởi vì người xưa người ta có câu nè: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện, bức chi tâm. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt là gì? Đừng hỏi mấy câu đó tôi không có biết đâu. Vậy còn chi nhân chi diện, bức chi tâm? Cái đó tôi biết. Có nghĩa là biết, biết người, biết mặt mà không biết lòng đúng không? Ôi trời ơi, giải thích kiểu đó ra ngoài đường người ta cười vô mặt. Tức sao? Giải thích cái kiểu gì mà kỳ cục, có nghĩa là này, chi nhân chi diện bất chi tâm là gì? Nghe rồi học hỏi mới mốt ra giải thích cho người khác nghe chưa? Ừ. Chi là gì? Chi là gì biết không? Là biết. Chi là biết, nhân là người, diện là có người biết ăn diện, bất là không, tâm là tâm xỉa răng. Câu đó có nghĩa là người biết ăn diện thường không dùng tâm xỉa răng. Có nghe chưa? Vậy là cuối cùng là tôi sao? Nói chung là con người này sợ khanh lắm, bỏ đi, đừng bao giờ đeo với con người này nữa. Bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay anh là con người sợ khanh như vậy. Tôi không biết, tôi chia tay anh, chia tay đi. Không phải, em tự bà đó nghe. Bà gì em bị chửi luôn. Bà có tôi đó. Vừa vô xài xể tử chú làm chi. Sao rồi nè, bà ăn. Ôi, đi đâu hết rồi? Không ấy, bà cầm sổ đổ bà sang quán đi, chứ bà kêu tôi về là một thiệt hò lớn với bà đó. Tôi quá sợ cái xóm này. Trời ơi, kỳ quá ha. Cách đi hết là tiền vô nó bù lại. Thôi đừng có buồn nữa. Má ơi, má ơi giúp con với. Ủa, tí mấy hôm mới tới hả? Má ơi giúp con với má ơi. Thì mấy hôm tím, sao tím tới đây vậy? Má ơi, à, má giúp con với má ơi, nguy hiểm lắm rồi. Mày cho tao trả lời chứ không. Giúp chuyện gì? Bây giờ á, má làm má còn tí mấy hôm làm ba nha. Gì vậy bà? Những ba má gì đây? Vụ dạ. Gì? Vụ gì là ba làm má? Ờ. Ba của anh Hậu hôm nay lên coi mắt của con. Sao giờ mới nói? Sáng giờ lo khai trương quên mất tiêu nè. Vậy? Tao mệt quá đi ba má gì đây. Bây giờ, giúp thôi được rồi. Đi. Thôi được rồi. Để thím ba làm ba cho. Dạ. Nhưng mà thím bây giờ đâu có đồ đâu mà mặc mà làm đàn ông. Dạ đồ nè thím. Trời nó canh luôn á, nó làm như là nó muốn tôi làm đàn ông trở lại đó. Thôi giúp con gái mình mà hiểu không? Đi đi đi, đi vô đi, mà thay đồ. Hai nè. Đi vô thay đồ nhanh đi. Trời đất ơi, thiệt khổ ghê đó. Trời ơi, mày vô lẹ lên coi. Lẹ lên, cái thằng quỷ này. Đi qua cái cây cầu vườn qua cũng không được nữa, mày đặt đi cưới vợ. Tí ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ cái gì, người lớn nó không có cãi ok. Con chưa nói gì hết luôn á. Mày chưa nói hả? Vậy tao sai ok.
Ok. Bây giờ mày tới nhà con bạn gái mày chưa? Hình như là ở đây đó tía. Lan ơi. Dạ. Ủa, anh Hậu. Lan. Dạ, con chào bác. Để con mời ba má con ra. Ok. Ba má ơi, ba của anh Hậu tới rồi nè. Và bây giờ là họ nhà gái. Má tôi tên là Nguyễn Thị Bé Lệ. Năm nay má tôi vừa tròn 52 tuổi. Và tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ hai, là ba của tôi. Đúng rồi. Ba tôi tên là Quỳnh Hải Hùng. Ba của tôi năm nay vừa tròn 59 tuổi. À chà, bên nhà gái giới thiệu hoành tráng quá ha. À, ba mẹ con đây đó hả? À, chào ông anh. Cái gì vậy? Đẹp quá. À, cái gì vậy? Ông nó đẹp quá, đẹp quá. À, chào ông anh. Tôi tên Phong, quê ở Vĩnh Long, nhà cạnh một dòng sông. Ngày xưa có hai người đàn ông muốn lấy tôi làm chồng, nhưng tôi đã phụ lòng bỏ mặc dòng sông, quyết sống cuộc sống lông bông. Bây giờ tôi đã thỏa lòng. Xong. Tôi đã nói xong. Quốc ngữ chi phong. Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh đây. Chiều sương hay là khói thuốc bay. Anh không lại, em nhủ lòng sao đây. Anh cứ hẹn chiều mai mà sao không thấy anh. Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm. Dây bánh một thế kỷ sau. Em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Hải Hùng. Bé Lệ. Đi đâu đấy? Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Em ơi. 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 Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ta từ lúc anh ra về. Giang ra đi. Con này quá đẹp mang. Cướp bồ đi. Cướp bồ. Cướp bồ. Cướp bồ. Cướp bồ. Hai người làm gì vậy? Anh không hẹn ở đây, rồi sao đối xử với em vậy? Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em vậy khi hẹn em ra đây? Vậy mà cũng dấp. Ừ. Dài quá. Thôi bây giờ em về trước đi. Rồi xíu anh ra anh gặp em nha. Thật sự là tôi có hẹn hai người ra đây. Tôi muốn nói với hai người, thật sự là tôi biết hai người thương tôi. Tôi cũng thương hai người như anh em. À, sở dĩ tôi hẹn hai người ra đây là tôi muốn nói, tôi muốn tạm biệt. Tôi phải lên Sài Gòn, tôi lấy vợ. Rồi chắc tôi ở trên đó luôn, tôi lập nghiệp. Anh Phong bỏ tụi em hả? Anh bỏ tụi em đi luôn anh Phong. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Anh Phong. Anh Phong. Em anh Phong. Phong. Em thương anh Phong. Một người đi với một người. Một người đi với nụ cười hắc nhiều. Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ. Yêu ông đã nhớ chưa? Ốc cho chào Quỳnh đánh râu rồi nè. Tôi không gả con gái tôi cho ông đâu. Đi về đi. Về đi. Tự nhiên đi. Gả con gái của ông cho tôi làm chi? Tôi nói gì kệ tôi đi. Tôi đâu có nhu cầu lấy vợ.
ai biết được. Người ta đuổi về, ok đi về, ok. Ba à, nhưng mà con yêu Lan thật lòng mà ba, không có về được đâu ba. Má, từ nhỏ đến lớn á, cái gì má cũng cưng chiều con hết. Để bây giờ con lớn lên, con có tình yêu, rồi má ngăn cản con. Vậy từ nhỏ má nhận nuôi con làm chi? Má không thương con hả má? Má, dì ba. Dì bó tay được con à? Lan con, bác là bác chịu gả hậu cho con rồi đó. Nhưng mà để bác nói chuyện với hai bà, thì hai bà không chịu thì một năm, hai năm, rồi ba năm, rồi không mấy đợi tới 10 năm mấy bà chết rồi. Đi về đó... Thì đúng thôi. Thì lúc đó mày tự do, mày muốn cưới ai mày cưới. Không có được đâu. Đợi tới lúc đó anh hậu thay lòng đổi dạ, anh không còn yêu con nữa làm sao? Em nói gì vậy Lan? Anh yêu em thật lòng mà, ok. Ok. Lan ok. Rồi hai người có ok không? Ông có chấp nhận nhiễm truyền thống ok không? Tôi giận lắm đó. Tôi cũng vậy. Tôi giận lắm á. Tôi gặp ông tôi giận lắm biết không? Tao nóng lắm rồi. Thôi mà. Đừng giận nữa. Tôi biết á, là ngày xưa tôi có lỗi. Tôi phụ tình hai bà để cho tụi mình không đến được với nhau. Thì bây giờ để cho tụi nhỏ đến với nhau đi, rồi tụi mình về chung một nhà. Hả? Một... Làm xui. Xui. Vậy là đồng ý phải không ba má? Ok. Yes. Yeah. Trời ơi, cái gì mà điên vậy? Tổ chức đám cưới cho nó đi. Cưới nó đi đi, trời ơi, tức quá à. Hai đứa đến với nhau đi. Ngày hôm nay các em có cái ý tưởng có đất để cho Lê Nam diễn. Tuy nhiên á, ở đây cái lời thoại chưa chắc, cho nên nó chưa làm cho chúng ta thỏa mãn. Nói Lê Nam có thay đổi hay không, em có dấn thân hay không trong cái cuộc chơi này, điều đó tôi nói có. Với chủ đề tôi hát, em đã cố gắng thể hiện được cái giọng hát của mình. Dù các bạn hát hay hay các bạn hát dở, các bạn chịu làm là tôi đồng ý rồi. Mình hát để tự mình giải tỏa cái sự căng thẳng ở trong đầu óc mình, ai cấm. Cảm ơn Lê Nam, cảm ơn Vũ Trần và cảm ơn tất cả những người bạn đã cùng hỗ trợ với em trong cái tiết mục này. Cái gì? Nhà trai sắp qua coi mắt con rồi. Sao tí không chịu chuẩn bị thay đồ đi? Mấy con thôi hôm nay mấy con nghỉ sớm nha. Bữa khác tập tiếp. Hôm nay nhà trai lên, tí có một bộ đồ dí à. Nhờ con giặt chưa? Con giặt rồi. Giặt rồi đồ đâu? Con giặt đồ cho tí rồi. Con đem ra ngoài sân phơi. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, đồ cứ tí ướt hết trơn rồi. Trời ơi, đúng là con gái tôi. Vậy giờ đồ đâu tí mặc? Hay là tí mặc đỡ đồ thằng cô Bin đi. Ê, nghĩ sao vậy? Cô Bin nó mới có 10 tuổi à. Nhưng mà tướng của nó bằng tí á. Được á. Bây giờ tí vô tí thay đồ đi. Con đi ra đầu ngõ nè. Con đón anh Bình vô nha. Tao đâu phải là chú rể. Nó kìa. Đây nè. Thiệt tình thôi, ra ngoài trước đi, rồi chừng nào mà bên đàn gái mà đồng ý một cái là bay vô múa hát tưng bừng nghe chưa. Đi chung hai người cha con nhau mà tưởng tao là chú rể luôn đó. Mày coi cái mặt mày đi, đẻ ra già hơn cha. Từ dưới quê lên xe đò chạy đây tao nhục gần chết. Đang ngủ tự nhiên con nhỏ chạy ra kêu chú. Cái chị ba tỉnh dậy cái hỏi con kêu chú gì kêu. Con chú ơi, ba của chú dành đồ chơi với con kìa. Suy nghĩ thì tao nói, ủa ba tao chết lâu rồi mà. Không, ba chú thì mà hỏi, ủa ai vậy? Chỉ vô mặt mày tao nhục gần chết luôn. Thì tại con nó làm ăn cho nên con suy nghĩ nhiều, nó dạng tía thôi. Mà thường ta nói, ông bà mình nói đó, cái gì? Con hơn cha, nhà có phúc. Con già hơn tía thì tía có phúc rồi. Thôi khỏi đi, tao không cần cái phúc đó.
Vô trong nhà coi có ai không rồi tao vô tao nói chuyện coi. Dạ, có ai? Tiếc. Cái gì? Nhà có đám giỗ cho nên có mấy đứa con nít hàng xóm nó qua đây nó chờ ăn trực. Đâu? Nó ngồi bển kìa. Mặt nó sao thấy nó quạo 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 sao mày ơi? Sao nó cũng không cười nữa. Mặt này giống như bị tự kỷ mày. Rồi tí ơi, tí qua tí chờ chị đi nha. Con ra ngoài kia con đem đồ vô để mất. Nghe tí á. Rồi rồi rồi, đi đi. Để tao nói chuyện nó coi. Làm gì trời? Bộ tay con tao dơ lắm hả mày trời? Mày làm như cái mặt mày đẹp lắm vậy. Đây có phải là nhà Út thường không con? Trời ơi, đã bệnh mà còn bóng nữa chứ. Bệnh đấy, bệnh đấy, bệnh đấy. Dạ. Dạ, gì tiếp? Tao hỏi nó có phải nhà Út thường không làm gì? Nó làm như vậy là nó khinh thường tí á. Cái gì? Nó khinh thường tí hả? Dạ. Con à, ông là không có thích được cái thái độ của con nghe, vậy nghe chưa? Con nít người lớn hỏi là phải trả lời, chứ không có hứ hứ như vậy là hổn nghe chưa? Ông hỏi lại một lần nữa, đây có phải là nhà Út thường không con? Hả? Út dài nè. Trời ơi, mày qua nói chuyện đi. Con để con qua con ăn uống. Tí nóng tánh quá. Nóng gì nó nghinh nghinh vô mặt ta hỏi xong ngóng. Người lớn nói chuyện con phải lễ phép trả lời, chứ con không có được hổn mà con hí hí hứ hứ như vậy được không? Con mà hổn gì con? Trời. Thằng này cứng đầu thiệt hả tí? Mày kêu tao không quýnh nó, mày qua mày xô nó gì chú nhũ chết nó rồi sao? Nó chửi ông nội con kìa. Cái gì? Ai vừa phải nha nhóc. Cái gì? Mày chửi nó tao còn có thể nhịn được. Mày chửi tao đi, tao có thể bỏ qua. Ông nội nó là cha của tao. Cha tao mất mới gì mày chửi cha tao? Tôi thích chửi là chửi, tôi chửi nè. Ê, ông nội mày chứ đi làm gì tao? Mày... hả? Dám chửi ông nội tao. Ê, 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 hai cha con mấy người vô đây kiếm chuyện không? Vô đây sớm xa sớm sát đánh người ta. Bây giờ hai cha con muốn gì tôi chấp hai cha con luôn. Trời ơi, đây. Chấp hai cha con. Trời ơi, mày ngon rồi. Trời ơi, mày làm cái gì đó? Khởi động trước khi đánh lộn. Khởi động chưa có làm nóng mà. Chưa nóng mà tao nóng trước rồi. Chưa. Nè bây giờ sao? Bây chưa. Giờ cái gì? Mày muốn anh cái bình, gì? Anh Bình, anh Bình, Bình tí tí em tí tí của em. À tí 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 đang thử nó nè. Cái gì? Tí 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 cái gì? Cái gì? Tí của Út thường hả? Tí của Út thường á. Làm gì phải tin nó vội? Để tao qua nói chuyện coi. Cô có phải là Út thường là vợ tương lai của thằng Bình đúng không? Dạ đúng rồi anh. Tao nói có sai đâu. Sao thế? Tao mày như hai anh em luôn đó. Bác giới thiệu con, bác là ba của thằng Bình, là chồng tương lai của con đó. À, dạ con chào bác. Không có sao. Bác muốn hỏi thằng nhóc Lusubu này là thằng nào? Dạ thằng Tía con. Vậy? Dạ con xin lỗi Tía. Dạ đây là Tía của con. Chết cha rồi, có phẫu thuật thẩm mỹ không? Dạ có. Thấy chưa, phải có phẫu thuật thẩm mỹ chứ. Chứ làm sao mà ông già xấu vậy mà đẻ con đẹp được. Con nhỏ này chắc chắn phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ không phải. Ủa vậy chứ ai? Tía của con phẫu thuật thẩm mỹ. Trên mặt có như sữa hết á bác. Ôi trời ơi, thấy cưng vậy. Kéo chân nữa. Trời ơi, kéo chân luôn trời ơi. Đó, cái lúc mà ba của tía của con á chưa phẫu thuật thẩm mỹ á, chưa kéo chân là cao bằng tía đang quỳ vậy nè. Trời ơi, ơi chết quá. Thôi đi về mày ơi, đi về. Dạ thưa bác, cho con xin lỗi. Bác tía. Cái gì? Con quỳ á nghe, mà con nhỉnh hơn chút luôn á. Trời ơi, tao kêu mày đừng có nói người ta lùng. Thấy tía chỉ mình học theo tía nè. Thí dụ mình qua mình gặp đó, mình gặp tía mình đúng không, mình quỳ xuống. Dạ bác ơi, vừa nãy con sai. Ý trời đất ơi, tao quỳ mà còn cao hơn một khúc luôn đó mày. Đủ chưa? Tụi nói cho ông anh biết nha, hồi nãy giờ hai cha con của ông anh á vô đây á quýnh tôi không phải là tôi sợ đâu, chẳng qua là tôi là con nhà võ, mà con nhà võ đó là phải là có cái tính nhẫn nhục, thấy không, ăn thua với mấy người. Sợ tướng còn chút xíu mà là kiểu con võ. Ê đừng có xúc phạm tôi nha, đừng có nói tôi nha. Anh không tin tôi có võ không? Đúng, tôi sẽ biểu diễn cho anh coi. Biểu diễn coi. Ừ, mấy đứa đâu, mấy con đâu, ra đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi,
thôi khỏi sức, khỏi sức. Ôi, thôi tôi không có nói dứt khoát gì hết. Ông anh vô đây kiếm chuyện quá, ông anh về đi. Thôi mà ông anh, tôi biết tôi có lỗi mà ông anh. Bỏ qua đi cho hai đứa nó đến với nhau đi. Thôi bây giờ nè, tôi quỳ xuống đây nè. Nãy tôi vô tôi lỡ, tôi quýnh ông anh, tôi xin lỗi. Bây giờ vì hạnh phúc hai đứa nó, tôi quỳ xuống đây, tôi tạ lỗi với ông anh. Ông anh bỏ qua cho tôi nha. Tía, bác quỳ xuống xin lỗi tía rồi kìa. Thôi được rồi, tôi vì con gái tôi. Ông anh với thằng Bình đi về đi. Ủa gì tự nhiên kêu tôi đi về? Thì đi về dưới quê coi ngày lành tháng tốt lên đây à, tôi gả con gái tôi cho thằng Bình. Được chưa? Ê! Vậy là hai mày được cưới nhau rồi. Trời ơi cưng quá. Mấy đứa nhỏ ơi, vô đây coi. Đàn gái đồng ý rồi. Trời ơi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiện nên mối duyên trầu cao. Đối với cái tiểu phẩm này thì cái sự dàn trải của mọi người ai cũng có ga, nhưng đặc biệt là phải tập trung vào cho nam, cái đó nó sẽ đúng hơn. Dĩ nhiên là vẫn tạo được tiếng cười cho mọi người, nhưng để có điểm nhấn cho em những cái lần sau, anh nghĩ là tập trung vào cái vai của em nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Cảm ơn em. Cho em xin nói cái này một cái. Anh Nam thật sự ra đó, ổng là một cây hề dặm, ổng dặm duyên dáng lắm. Mà tại vì bữa nay chân ổng nó bị như vậy mà ổng không diễn được gì hết. Thành thử ra ổng cứ nói cái vụ anh Đức cưng chân để anh bốn họ chấm điểm cho anh. Anh ơi! Không phải anh! Rồi đừng bị kể như vậy! Ôi đáng ơi! Đừng có làm gì khổ nhục kế anh! Bằng hết tất cả những tâm huyết, vượt qua được những khó khăn trở ngại về thể lực để có thể cống hiến cho chúng ta, một tràng pháo tay nữa dành tặng cho nghệ sĩ Lê Nam ạ.